Quý vị ơi, quý vị ơi, bây giờ là thời gian inbox nha quý vị. Trời ơi, trước để quán trước đi, quán nghe chủ đề xíu nghe vũ. Quán quán trước nè. Quý vị inbox quý vị ơi. Ôi trời. New arrival. Trời ơi, xin ơi, nó cao rồi, xin còn tặng nó dài này nữa. Giờ hết nó chưa? Em để trong này em tầm cao tầm 2 mét á. Cái này là hơi tặng. Cái này là hơi tặng. Happy birthday. Một cái của Harry, một cái của Harry. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, to lắm chị Vũ. 44 lần Vũ ơi, đó là cái thuyền ở dưới ngồi trên được đó. Chưa nha, cái mới nè, còn cái mới nè. Ali đi có hộp không? Ali lấy luôn không? Em có 40 à. 41. Cái điện thoại của anh nè. Thôi có tôi à. Thôi có quà rồi thì đưa điện thoại đi. Điện thoại cũng lấy nữa. Lấy giấy. Trắng nữa, trắng nữa. New arrival. Cái này tôi định mua đấy mà tôi thấy tôi già rồi tôi không hợp, tôi phải tặng cho nó đó. Nhưng mà xin muốn cũng được tại không, nhưng mà nó già tôi còn già tôi không có đủ xíu này. Đẹp đẹp quá. Trẻ trung người ta hắn mang chứ còn tôi sao tôi mang được. Sao phát biểu cảm nghĩ coi, lỡ đây. Lỡ gần đây. Phát biểu cảm nghĩ coi. Bắt lưng chồng hoài sao? Cái này là tại sao không cầm của Harry? Thấy cái đồ tôi đẹp quá quên cái đồ heo. Thấy cái tôi đẹp quá quên đồ heo. Sao nói coi, gì? Giờ đẹp quá không biết nói gì á. Cảm ơn hai người nha. Không mà đẹp đúng không? Quay tôi đi, bây giờ tôi thua rồi. Chưa kịp xong cảm nghĩ nữa cái bà này thiệt tức ghê vậy đó. Cho em là background đi. Background rồi, rồi bây giờ tới nè, cái này mới ghê nè. Nè mọi người em mở, em khui hộp nha. Cái này mạnh nè, cái này mạnh nè. Đó mọi người thấy không? Đó. Này mạnh nha. Khui nha. Đây. Mọi người ơi. Quản lý của Trấn Thành với Harry Potter. Ở cảm ơn quay nha, nhờ một chút nữa quay hôm nay á. Vũ đeo giùm coi Vũ. À quên, Tuấn đeo giùm bà Vũ coi. Đeo được. Thôi Tuấn. Bây giờ chị không cần nữa. Để xuống để coi nè. Mọi người ơi, nó diamond của cái bành mà nó còn diamond trong cái chữ nữa mọi người ơi. Mới chết chứ. Chết tôi. Bàn tay của em. Để cho mà xem. Vũ để. Chị ơi. Nó hộp quá. Cái này mà quất cái vỏ sình em vô nữa là nói gì nữa Vũ. Máy đi qua đây chút xíu đi ạ. Trong máy đi chút xíu đi ạ. Trời ơi chẳng gì ta. Cảm ơn đại gia rất nhiều. Ôi bên này mạnh quá nhỉ, bên này team này mạnh quá. Xin cảm ơn vợ chồng đại gia rất nhiều. Lên máy qua đây chút xíu ạ. Dạ xin hỏi người không có quà có ý kiến gì? Dạ xin hỏi người không có quà có ý kiến gì? Chắc anh đang tận cùng cô đơn.